Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay Thảo sang mì Ý nha, spaghetti. Và Thảo sang kèm với lại xiên que bò nướng. Thảo nướng với lại ớt chuông với lại củ hành. Và mình sẽ chấm với lại chao nha cô chú. Chao này thì Thảo pha với đường, có nặng thêm xíu chanh nữa. Rồi bây giờ Thảo mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với Thảo nha. Cái gì con nằm đỏ hả? Không sao, đá mẹ giòn rồi. Chào ông bà cô chú đi con. Cái chào bà cô chú. Ăn hồi nãy giờ luôn mà cô chú. Thảo làm mỗi đứa một dĩa, ăn gần hết luôn rồi mẹ mới bắt đầu mẹ quay được đó. Rồi bây giờ Thảo mời cô chú ăn mì Ý với lại thịt bò nướng xiên que với lại ba mẹ con Thảo nha. Thì mì Ý của Thảo là Thảo làm thì Thảo làm là mì Ý, còn anh Ban với lại Duy An là ăn cái nuôi á cô chú, hai đứa nó thích ăn cái nuôi. Rồi mời ông bà cô chú ăn. Có cái miếng ở trong. Có cái miếng ở trong hả? Thịt đó hả? Nè mẹ cho nè. Rồi rồi để mẹ cho. Ủa anh Ban chào ông bà cô chú chứ con. Có mấy chào rồi hôm nãy rồi. Hồi nào mẹ có nghe đâu. Chào lại nè. Chào ông bà cô chú nè, mẹ không nghe nè. Con muốn ăn này thử hả? Con chào ông bà cô chú. Con muốn ăn này thử hả? Nè. Anh Ban là ăn nhanh dễ sợ luôn. Hết nửa dĩa luôn rồi. Được không? Nặng không? Cái này Thảo nướng không có ớt với lại xíu mè nữa. Cái này là ớt chuông. Ngon không? Cái thịt bò này Thảo bằm. Nó hơi Thảo bằm nó hơi còn to á. Không ăn hả? Thôi con ăn mì đi. Khỏi cần ăn thịt không có sao hết. À, ăn nuôi đi. Rồi, Thảo sẽ chấm với lại chao nha cô chú. Rồi, Thảo ăn một cái trước. Mời ông bà cô chú nha. Ừ. Cái ớt chuông á nó ngọt. Nhưng mà cái ớt chuông này không nướng vậy là hơi bị chín rồi đó. Mình phải nướng cho nó sống sống một xíu nữa. Đâu có sao đâu con. Tại lúc nãy Thảo nướng xong á, Thảo tắt cái lò, Thảo mới lấy ra. Thảo để trên cổng luôn, cho nên cái ớt chuông nó hơi bị rụt. Nó có cái nhỏ nhỏ. Ừ. Cũng không phải là quá mềm. Nó có món cái nhỏ nhỏ. À, món này nữa hả? Có những cái nhỏ nhỏ. Không có nhỏ nhỏ. Ừ. Thảo bằm hơi to cho nên hơi dài xíu. Sợ ăn không được nên Thảo không có để. Đây, spaghetti. Ừ, anh Tâm nó ăn giỏi quá, hết dĩa luôn. Ừ. Nóng. Còn nóng. Mẹ con nữa không? Hết rồi con, chấm với chào. Kéo lên. Để ở dưới chấm không được. Đó, chấm nha. Cô bước chào. Thịt bò chấm chao quá trời ngon luôn cô chú ơi. Lo miệng đi con, miệng dính rồi. No rồi phải không? Ai? Con. Ui, no. Tại vì nguyên một dĩa rất là. Mua cà rế thịt là con nên nó. Con nên cà rế thịt nè. Cảm ơn nó. Nó. Mẹ cho con nha. Mẹ cho con. Con. Mẹ cho con nhiều quá. Làm sao con. Mẹ cho mì qua đây con nha. Nó. Muốn không mẹ cho? Nó có sao được chứ. Có sao được cho con. Rồi ok. Ăn hết đi rồi mẹ cho. Thảo
Thảo làm nguyên một dĩa là nhiều nhiều lắm luôn á cô chú. Sao có cái muỗng? Để mẹ có trang cái này mẹ trang, cái sót này mẹ trang. Thảo làm nhiều lắm á. Mẹ trang vô mà ăn này. Gần hết luôn cái là này. Quá giỏi rồi. Mẹ trang vô cái này chung. Không không, để mẹ chấm thôi. À, thịt bò nè. Thịt bò bữa nay bằm hơi to. Có hai xíu nữa đi. Đang ăn mà con. Có ăn thử cái ớt này không? Nó không có, nó không có cay. Không. Chấm luôn. Cái ớt, cái chao này là Thảo pha với lại đường, với lại chanh. Nó văng. Xin lỗi ông bà cô chú nha. Thôi cho mẹ ơi con. Sổ mũi cô chú đang bị sổ mũi, lây mẹ, sổ mũi với ho. Cái này phải kéo lên. Công nhận chao mình pha kiểu này ăn ngon quá. Mẹ cái này có cay không? Không. Hoặc ngọt, chua chua. Trong này không có cho miếng tương ớt nữa quên. Còn cái chao này là Thảo xài là cái chao đỏ. Có gì nữa? Có khai ra. Con lấy đi. No rồi, anh Banh no rồi đó cô chú. Tại vì ăn gần hết luôn rồi mà. Thôi không ăn nữa thôi, con ngồi đó đi. Bữa nay cô chú thấy anh Banh với Duy Anh giống Nacha không? Hai cái tóc cột giống Nacha không? Nacha là ai? Con không biết đâu. Ăn con. Không biết. Ôi chết. Nói cho thiệt không? Ừ. Nacha. Ông phải cho thiệt khỏi. Không biết. Không biết là ai? Là Nacha. Ông phải là tội. Cái spaghetti này không có cái sốt á. Cái sốt rất là ngon. Mua không mua cái sốt người ta làm sẵn. Trời ơi. Ngồi xích vô mẹ coi. Sau ngày nào đặt máy cũng thấy khuất khuất hết à. Cho thịt á. Thịt cho ai? Thịt cho em. Đó. Khi mình ăn xì mình phải che cái miệng lại. Ớt chuông ba mạo. Người ta mua sổ mũi, có bị sổ mũi. Cái nào không phải thân trái. Ừ.
Cái này không nướng không có bỏ mè nữa. Thơm. Lộn xộn cô chú ơi. Ho, sổ mũi. Mình ăn bì ý là mình phải xoay vậy nè. Lấy cái nĩa mình xoay. Con đừng ăn thịt nữa, con đừng ăn thịt nữa. Nhả không à. Đừng ăn thịt nữa, con ăn nuôi. Cho có cái gì? Dạ. Cho có cái gì tròn. Có cái thịt á. Cái thịt bò nó hơi dai á cô chú. Thảo bầm không có được nhuyễn á. Nó nói ra mà nó có cho ai được. Hả? Nó nói được cho có cái da. Ừ, thịt bò da đồ da. Nó dai chứ không phải là da. Cái này mà mình có đậu bắp á, mình nướng có mưa khổ. Có mưa. Ừ. Nó cho con nó hồi dài chợ. Con ăn này không? Con ăn miếng này không? À, sao có tomato? Tomato. Ớt không phải tomato. Có biết ớt. À. Nhưng mà có mưa ớt ha. Thấy màu đỏ, nó tomato cà chua cô chú. Thì mới là tôi giống tomat. Thì bò giống tomat hả? Ui, thì bò là giống tomat. Ngồi đàng hoàng con té đi giờ. Cô cơ. Mẹ chết cô cơ. Bị dướng cái ôi đầm. Rồi con ăn đi, con ăn không nổi nữa thôi, no rồi thôi con. Ăn vô đây là quá giỏi rồi, cái giấy lòng miệng con. Cái miệng ăn mì nó chín. Ớt này nó đâu có cay đâu. Cái ớt chuông này á, họ không ăn, họ không biết ăn sống, họ ăn chín thôi, sống họ ăn không có được, phải xào hoặc là phải nướng lên họ mới ăn được. Chứ họ thấy á, họ thấy người ta ăn sống rất là giòn, nhìn rất là đã luôn á, nhưng mà họ kỳ quá, họ ăn không được. Gian cái tay, ây da, coi nào kéo vậy cho nó bay ra hết luôn trời. Trên miệng là mình ho, mình phải trên miệng là mà mới trên miệng rồi mà xong rồi ngồi quá nò, quá nò cô chú ơi. Sao mẹ cái miếng lá này mẹ không có ăn, mẹ để cho nó đẹp. Ăn mẹ ơi chứ. Hử? Để cái salad. Thôi để cái lá bạc hà cho nó đẹp. No rồi. Quá no cô chú ơi. Bữa nay Rian ăn không hết dĩa. Con ăn hết. Nhưng mà thật sự cái dĩa này rất là nhiều. Chứ là đùn la cờ, bà đùn la cờ.
la nữa, ra hoài luôn. Mẹ buồn, mẹ không muốn. Làm như ngày nào mẹ cũng la nó hả sao, mệt ghê. Đây nè, 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 kết thúc nè. Rồi, rồi ông bà cô chú ơi, thì video hôm nay Thảo sẽ quay tới đây thôi nha. Cảm ơn ông bà cô chú đã xem, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.